Một con hổ nhìn thấy một con chó điên, nó vội vã tránh ra thật xa. Hổ con thấy vậy nói, bố dám đấu với sư tử, tranh hùng với báo săn, vậy mà lại phải tránh một con chó điên, thật mất mặt quá. Hổ bố hỏi, theo con đánh bại một con chó điên có vinh quang không? Hổ con lắc đầu. Hổ bố lại hỏi, để nó cắn một cái thì có phải là đen đủi không? Hổ con gật đầu, đã biết như vậy chúng ta việc gì phải động đến một con chó điên, không phải ai cũng có thể coi là đối thủ của con, không cần hơn thua với người không có tố chất, cứ mỉm cười một cái rồi tránh thật xa, đừng để họ cắn được con. Điều này nhất định con phải nhìn cho thật thấu đáo, bởi nếu không, con sẽ lãng phí thời gian và tâm trí của mình cho việc vô bổ.